Cảm giác lôn. Mặc dù lôn nghén là triệu chứng mang thai rất điển hình, nhưng nếu mang thai con gái, triệu chứng này của bạn sẽ càng nặng hơn và thường xuyên hơn. Mụn trứng cá. Nội tiết tố trong thai kỳ khiến người mẹ tăng tiết bã nhờn dưới da. Chúng sẽ làm bít các lỗ chân lông nếu không được làm sạch và sinh ra nhân mụn. Tuy nhiên, vẫn còn một số lý do khác sinh ra mụn, đó chính là do bé gái đang hình thành trong bụng mẹ. Nhịp tim. Nhịp tim thai là một dấu hiệu mang thai bé gái trong 3 tháng đầu. Theo đó, các bé gái thường có nhịp tim trên 140 nhịp trên 1 phút và bé trai là từ 140 nhịp trên 1 phút. Đây cũng là lời mách nhỏ của rất nhiều người có kinh nghiệm trong ngành sản phụ khoa. Tay khô hoặc mềm. Đôi bàn tay có thể tiết lộ cho bạn biết bạn đang mang là bé trai hay gái. Nếu thấy tay khô, cơ hội mang thai một bé trai rất cao. Ngược lại, nếu các mẹ sở hữu đôi bàn tay mềm mại và tuyệt đẹp trong thai kỳ thì khả năng bé gái rất cao. Tư thế ngủ. Khi ngủ, nếu mẹ thích nghiêng người sang bên trái, đích thị đang mang thai con trai. Nếu nghiêng người ở bên ngược lại, tất nhiên đó là một bé gái. Thức ăn ưa thích. Khi mang thai, nếu bạn thích nhất các loại trái cây như cam, quýt thì khả năng mang thai công chúa rất cao. Ngoài ra, các thức ăn khác như sô-cô-la, kem cũng là một phần nào giúp bạn tiết bé đang mang trong bụng là bé con gái. Thay đổi vòng 1 là dấu hiệu mang thai dễ nhận biết của các chị em. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ cách thay đổi ngực thì ta có thể đoán được giới tính của con. Nhiều người cho rằng nếu nhìn núi đôi trong thai kỳ thấy bên phải lép hơn so với bên trái thì nghĩa là đang có bầu bé trai. Ngược lại, nếu ngực lảy nở đều thì có nghĩa là đang mang một bé gái. Thực tế, mọi phụ nữ sinh ra không thể có núi đôi đều như khuôn đúc. Chính vì vậy, dấu hiệu mang thai này có lẽ chỉ là dùng để tham khảo. Thay đổi tính lết. Các mẹ mẹ thường dễ xúc động và hay khóc trong thai kỳ, được cho là đang mang thai bé gái. Trong khi đó, nếu mang thai bé trai, mẹ lại có xu hướng dễ cáu gắt, nóng tính và hay nổi giận. Bụng cao hay thấp, tròn hay bầu. Trong dân gian luân truyền nhau rằng nếu một bà mẹ mang thai với kích bụng tròn và thấp thì đó là một bé trai. Nhưng nếu đó là một chiếc bụng cao và bầu thì đó là một bé gái. Mặc dù dấu hiệu mang thai bé gái trong 3 tháng đầu này có vẻ khá mơ hồ, nhưng các cụ lớn tuổi lại có thể nhìn vào đó và đoán trúng. Thật là điều vi diệu phải không ạ? Thay đổi ở mái tóc. Nhiều người cho rằng nếu bạn phát hiện ra sợi tóc màu đỏ trên đầu bà bầu thì tỷ lệ sinh bé gái sẽ cao hơn, thậm chí số lượng tóc màu đỏ còn nhiều lên khi tháng tuổi của thai nhi tăng dần. Tình trạng nước tiểu. Khi nước tiểu của thai phụ có màu vàng đục thì có thể bạn sắp chuẩn bị sinh một bé gái đáng yêu. Ngược lại, nếu màu vàng tươi thì khả năng là một bé trai. Dấu hiệu này có thể có độ chính xác khá cao, chỉ cần mẹ tinh mắt và quan sát kỹ để phân biệt được màu nước tiểu.